Em chào các bác nha. Hôm nay em làm cái video này để chia sẻ với các bác về cái vụ mà sau khi mình thu hoạch bơ xong đó, mình hái trái xong rồi thì mình nên làm gì, mình bón phân gì cho cây bơ nó được hiệu quả này. Hiệu quả ở đây là gì các bác? Thứ nhất là cây nó phục hồi, thứ hai nữa là tí nữa em nói cho các bác là lý do vì sao làm như thế để giảm cái lượng chích hút, giảm cái bọn chích hút nó tấn công vào bơ á. Thì ai cũng biết á là cái nguyên tố kali á, đúng không? Khi mà nó trái nó già thì kali nó tập trung vào trái, rồi mình hái trái đi thì nó hao hụt đi một lượng kali rồi. Vậy thì nhiều người nghĩ là đầu tiên là phải bổ sung kali ngay cho cây bởi vì nó đang thiếu, nhưng theo em thì không nên. Chưa nên nhé, không phải là không nên. Việc đầu tiên á, sau mình hái xong cái bơ là mình nên bỏ phân lần trước, lần văn điển ấy. Thứ nhất là để phục hồi cái bộ rễ. Để cái bộ rễ của nó phục hồi lại. Rễ mà khỏe thì cây nó sẽ khỏe thôi. Và một cái điều rất quan trọng nữa, đó là theo những cái tài liệu em nghiên cứu được á, thì vùng đất nào có đủ cái lượng lân hay là có nhiều cái axit phosphoric ở trong đất á, và trong cây á, thì mấy cái con bọ chích hút nó không thích, tức là không thấy xuất hiện bọn này nhiều. Do đó mình bón đủ lượng lân thì cái cây của chúng ta trái bóng láng hơn và đỡ bị chích hút hơn. Kali nó cũng góp một phần quan trọng trong cái việc là hạn chế bọ chích đó. Vậy theo các bác thì mình bỏ lân vào mấy giai đoạn và những giai đoạn nào là phù hợp? Thường đối với em thì cái lân văn điển á, là nó không có đòi hỏi phải là bón mưa. Trời nắng bón cũng được, bón nó rất là sạch. Mà cái lân văn điển thì các bác cứ chia làm hai đợt. Như em là em chia làm hai đợt. Đợt đầu tiên là sau khi thu hoạch xong là phan lân văn điển liền. Một cây tầm 2-3 kg lân gì đó, rải đều xung quanh. Còn mục đích bón lân nữa là ngoài cái phục hồi bộ rễ ra, như hồi nãy em nói đó, là để ngừa chích hút. Chích hút á là cái nó gây hại vào cái đoạn lá non, đúng không? Chồi non, ngọn non và cái hoa ra nữa. Do đó là chúng ta bón trước đi. Đến cái lúc nó ra hoa đó thì bọn chích hút nó đỡ thèm. Đỡ thèm, nó đỡ phá. Rồi trước khi mà nó chuẩn bị ra hoa thì mình phan thêm một ít kali bo, em nhầm là canxi bo, với bỏ NPK. Bón NPK. Đều như vậy. Không có cần phải dùng thuốc nhiều đâu các bác. Mình trồng bơ mà mình dùng thuốc nhiều quá thì cũng không tốt lắm. Đây, như cây này em hái cũng chưa hết nè, còn một vài trái ở bên trên đó. Đáng ra khi mà hái xong mà không mưa đó thì các bác nên tỉa cành cho cây bơ nó thoáng đi, chứ đừng có để nó rậm rạp quá. Nó rậm rạp quá là nó sẽ dễ bị nấm lắm. Mà thứ hai nữa mà các bác nào mà bấm cành vào mùa mưa thì sẽ coi chừng lãnh hậu quả, bởi vì cái cơ hội cho bọn nấm Phytophthora nó tấn công, nó gây xì nước, xì thân, chết luôn cái bơ đó. Do đó là các bác khi nào mà tỉa cành, bấm cành thì cứ dè vào trời nắng mà làm nha, đừng có làm trời mưa nha. Như vậy là qua cái này em chia sẻ với các bác là gì? Để hạn chế cái bọn chích hút ấy.
là nên bón đủ lân và kali cho cái cây bơ của mình. Thứ hai nữa là bón lân vào sau khi mình vừa thu hoạch xong để phục hồi bộ rễ. Và nếu có thể thì cứ tưới giữ ẩm cho nó luôn. Rồi khi nào mà ép hoa là chúng ta ngưng nước. Vào cái thời điểm mà gần 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 Tết ấy, thì những cái bơ thường nó ra hoa rồi, to rồi, trái nhiều, là còn cái bơ bút hoặc là mấy cái bơ khác ấy, chúng ta phải hãm nước nó. Hãm nước nó để nó có cái giai đoạn gọi là gây stress nước. Và gây stress hay gây sốc là nó mới bung bung hoa ra được, còn không là nó cứ thằng bơ bút này nó khó ra hoa lắm. Nó xanh um và nó chả ra hoa cho mình đâu. Có nhiều bác là khoanh vỏ cho bơ đó, theo em thì không nên đâu. Nó hại cây lắm. Muốn ăn sổi thì làm vậy thôi. Còn muốn trồng bơ mà lâu dài rồi thì không nên. Cam quýt thì vô tư, cam quýt thì nó khỏe, nó liền vỏ nhanh. Còn ông bơ thì dễ bị nấm Phytophthora lắm. Thôi lại nhảy, nãy giờ nhiều thời gian của các bác quá rồi. Em tạm biệt các bác nha. Hy vọng là những cái mà em nói trong video này mà bác nào mà cảm thấy có ích á, thì đăng ký kênh ủng hộ vậy cho em đó nha. Còn nếu như bác nào mà biết rồi đó thì vui lòng bỏ qua. Bởi vì kiến thức là của cả nhân loại mà, đâu phải của riêng ai đâu. Có người biết rồi, có người chưa. Hai lần nữa em tạm biệt và hẹn gặp lại các bác. Bye bye.